Xin chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh tiếng kêu bíp bíp khi các bạn order trên điện thoại. Đầu tiên các bạn sẽ gắn dây mạng NAND vào máy inbuilt. Các bạn sẽ tải phần mềm có tên là BoxBZTest phiên bản 3.2. Đó, đây. Các bạn chọn dòng nét đây, box 80, tức là máy in khổ cả 80 nét, máy in dùng cho cổng mạng NAND. Local IP đóng trên này dành cho máy tính, và pin IP đây, ví dụ máy in build các bạn có địa chỉ IP bao nhiêu thì các bạn đánh vào, ví dụ của mình là 99192.168.1.9.99. rồi bước tiếp theo các bạn chọn Aven. Rồi các bạn để ý gần dòng cuối có chữ cút ướt bíp. Rồi các bạn nhấp chuột vào đây, các bạn chọn dòng on. Rồi các bạn nhấp vào cút ướt bíp set. Rồi ok, như vậy là đã xong nhé các bạn. Rồi. Khi các bạn order trên điện thoại thì nó sẽ kêu phát ra tiếng kêu bíp bíp.